Xin chào quý vị các bạn, và tôi đang đứng cạnh mẫu SUV. Chiếc xe này thì vừa mới nhập về Việt Nam theo dạng tái xuất của Volkswagen. Đó chính là chiếc Touareg, một trong những mẫu xe mà đang được rất nhiều người quan tâm thời điểm hiện tại, cả trên thế giới và ở Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tôi mời các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu mẫu xe này. Hiện tại thì mẫu xe này đang là mẫu xe nhập dưới dạng tái xuất để thăm dò ý kiến của khách hàng. Và khối động cơ mà chiếc xe đang đỗ ở đây sử dụng là động cơ dầu V6 TDI. Còn theo thông tin mà tôi có được thì chiếc xe Touareg mà nhập về thị trường Việt Nam, chính thức nhập về thị trường Việt Nam, sẽ được sử dụng động cơ xăng. Các bạn có thể thấy ở trên kính xe đang dán xe mẫu để nghiên cứu thị trường kia. Mẫu Touareg mới này thì có cái ngôn ngữ thiết kế bên ngoài khá đẹp với rất nhiều những công nghệ hiện đại. Ở ngay phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy là cái cụm lưới tản nhiệt khá quen thuộc với những cái mẫu xe Volkswagen. Và cái logo Volkswagen này không những là một logo mà còn là một hệ thống radar. Cái radar này là sẽ quét trong tầm 100m. Và đây là radar hồng ngoại. Radar hồng ngoại sẽ quét trong bán kính là 130m, sẽ sử dụng rất hữu ích khi chúng ta đi ở ban đêm. Ở phía dưới là camera trước. Phía trước chúng ta cũng có 4 cảm biến. Một mẫu xe với rất nhiều công nghệ, chưa hết đâu ạ. Mời các bạn tiến tiếp sang bên cụm đèn pha. Cụm đèn pha của Volkswagen Touareg thì không những đẹp về mặt thiết kế mà còn sở hữu những công nghệ rất thông minh và hiện đại. Hệ thống đèn pha là hệ thống đèn pha LED ma trận IQ Light. Vâng, Volkswagen thì gọi là IQ Light. Và như các bạn có thể thấy thì ở bên trên này là hai cụm bóng LED khá lớn. Đây ạ. Đây là giải sinh nhan sẽ chạy từ đây qua đây. Một mẫu xe của tập đoàn mẹ là Volkswagen, sở hữu tất cả những cái công nghệ khá là hiện đại, được trang bị ở trên những cái mẫu xe như là Audi. Vâng. Và ở dưới đây là 5 bóng LED. Gọi là 5 cụm bóng LED thì đúng hơn ạ, bởi vì ở trong đây chứa tổng cộng là 128 bóng LED con. Và 128 bóng LED này sẽ có cái hệ thống kiểm soát thông minh. Nếu như chúng ta di chuyển và gặp những cái xe ngược chiều, hệ thống bóng này sẽ cắt bớt những cái bóng chiếu sáng ở trong cái vùng làm chói mắt những cái phương tiện đối diện đi. Đây là một cái tính năng mà tôi rất thích. Volkswagen Touareg. Mẫu xe này tôi nắm được một thông tin là sử dụng chung khung gầm với Lamborghini Urus này. Rồi Audi Q8 mới này. Rất nhiều. Tất cả đều được trang bị lên một cái mẫu xe có thể nói là đẹp từ bên ngoài cho đến vào bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến sang cái phần thân xe. Phần thân xe của Touareg thì chắc là cái điểm tôi muốn đề cập đến đầu tiên, đó chính là bộ la răng. Touareg sở hữu một cái bộ la răng nó nói thế nào bây giờ nhỉ? Nếu mà khen đẹp thôi thì tôi nghĩ chắc là chưa đủ. Bởi khi chúng ta nhìn vào cái bộ la răng này, chúng ta cảm nhận được cả một cái hơi hướng tương lai nữa. Những cái thiết kế rất là khỏe khoắn tương lai. Ở xe thì được trang bị cái bộ lốp là 285/45 và bộ la răng là bộ la răng 20. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp tới những cái chi tiết ở phần hông. Xe thì cũng được trang bị gương chiếu hậu chỉnh và gập điện đương nhiên rồi. Một mẫu xe mà có cái mức giá dự tính là hơn 3 tỷ nếu như nhập về thị trường Việt Nam, nếu các bạn đặt cọc tại thời điểm này. Và đối với Volkswagen Touareg thì ở mặt trong này mới chính là đèn cảnh báo điểm mù, chứ không phải là ở trên mặt gương ạ. Đây chính là cái đèn cảnh báo điểm mù ở bên hông. Phần gương xe thì hơi nhỏ, tôi thấy là hơi nhỏ so với một mẫu xe to lớn như thế này. Viền cửa kính của xe thì cũng được trang bị một cái viền mạ chrome sáng bóng. Đây, chúng ta sẽ lùi ra xa hơn để các bạn có thể nhìn ngắm rõ hơn cái phần thân xe của mẫu xe này. Rất đẹp phải không ạ? Ở phần thân xe thì Volkswagen Touareg này cũng được trang bị cửa hít. Nhẹ nhàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến tới phần đuôi xe. Không những sở hữu một cái phần đầu xe rất đẹp thì phần đuôi xe của Touareg cũng không hề kém cạnh một chút nào cả. Vâng, phần đèn hậu. Phần hậu của xe được vuốt và ôm sang phần thân. Ở trong cụm đèn hậu này thì có những cái chi tiết hình quả trám ở đây. Trông nó rất là tương lai các bạn ạ. Những cái chi tiết này gợi nhớ tới những cái sản phẩm đến từ tương lai thì đúng hơn. Phần đuôi xe cũng với 4 cảm biến.
phần đèn xi nhan, xi nhan chạy các bạn để thấy đèn phanh ở trên cao, cánh gió. Và xe thì cũng được trang bị hai cách để mở cốp, đó là mở cốp điện bằng nút bấm ở đây hoặc chúng ta sử dụng đá cốp. Ở đây chúng ta có hai chế độ đóng cốp và chế độ đóng cốp tự động, có thể bật tắt ở đây. Thật ra là với không gian để đồ như thế này thì tôi cũng không có quá nhiều những cái lời khen hay những cái lời nhận xét về mẫu Volkswagen Touareg này, bởi vì nó sở hữu với không gian để đồ ở mức vừa đủ. Ở đây thì chúng ta có những cái công nghệ, ví dụ như là khi chúng ta để đồ nặng và đồ nhẹ đi chuyển bình thường, chúng ta sử dụng nâng và hạ gầm ở đây để tránh cái tình trạng là bị sệ cái phần đuôi xuống nếu mà chúng ta chở quá nặng. Các bạn có thể di chuyển ở trên đường và để ý những cái mẫu xe hiện nay, thì một số những cái mẫu xe cả sedan hay SUV hay crossover, khi mà chúng ta chở quá nặng ở phần cốp ở phía sau này thì đuôi xe thường có hiện tượng là bị sệ xuống và cái phần vòm bánh gần như cạ vào lốp, trông hơi nguy hiểm đúng không ạ? Nhưng mà ở trên Touareg thì yên tâm là chắc chắn điều đó không xảy ra. Và chúng ta có thể đây, chúng ta giữ một nút bấm ở đây để kéo cái trailer ở phía sau, có cả cổng điện ở đây ạ. Một mẫu xe chuẩn Đức luôn. Mà cũng chỉ cần giữ nút ở đây để đóng lại. Vâng, chúng ta chỉ cần giữ nút để đóng lại thôi. Và chúng ta cũng sẽ gập hàng ghế thứ hai được thông qua một cái lẫy gạt ở đây. Bên trên thì đang có người ngồi nên tôi xin phép sẽ không sử dụng cái tính năng này để cho các bạn xem. Ở đây thì các bạn có thể thấy là ở mẫu Volkswagen Touareg thì chúng ta có một cái thanh ở đây để khi chở đồ chúng ta có thể kéo sát ra đây để đi lên dốc xong đồ nó bị trôi ra, mở cốp không bị rơi ra ngoài. Một trong những cái tính năng rất hay. Chỉ là một cái miếng chặn đơn giản thôi nhưng mà sẽ giúp rất nhiều của những cái người chủ xe khi mà di chuyển hay để đồ. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng vào với khoang nội thất, cái nơi mà chứa rất nhiều công nghệ của Volkswagen Touareg. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào cái khoang nội thất của Volkswagen Touareg thôi. Một khoang nội thất có thể nói là như một chiếc phi thuyền để chúng ta di chuyển vào không gian, với một cái bảng táp lô kèm với hai màn hình cực lớn ở đây. Màn hình bên này là 12 inch, còn màn hình này là 15 inch các bạn ạ. Và màn hình này thì chúng ta có thể điều chỉnh, điều khiển qua những cái thao tác ở tay. Ta gạt hay vặn hay xoay đều sử dụng được. Các bạn, những cái thao tác đấy thì chắc có lẽ các bạn sẽ nhớ, gợi nhớ tới cái chương trình mà anh Hùng Xe Cỏ đã review cái mẫu BMW Series 7. Cũng sẽ dùng những cái thao tác đấy để điều khiển cái phần màn hình cũng như cái hệ thống thông tin giải trí ở trên xe. Cái màn hình này rất đẹp. Tôi hiện tại tiếc quá một lần nữa không có chìa khóa để có thể bật lên cho các bạn chiêm ngưỡng cái màn hình này. Phần bảng táp lô trên đây thì tôi đoán là được bọc da nhưng mà sờ không sướng lắm. Ở đây thì là được bọc gỗ. Cái chất liệu gỗ này tôi cực thích, cái chất liệu gỗ sần không phủ bóng. Và những cái đường nẹp, những cái thanh trang trí mạ chrome ở đây. Đây là cả một cái giải trang trí và hai bên này là hai cửa gió điều hòa. Và đây là đèn viền nội thất ạ. Đèn viền nội thất với 30 màu để các bạn thay đổi tùy theo sở thích cũng như cảm hứng. Ghế ngồi được bọc da, da sờ rất sướng. Da này tôi không nhớ chính xác cái tên da lắm bởi tùy từng phiên bản, nhưng mà cái da mà được trang bị ở trên Volkswagen Touareg này thì tương đương với cả loại da Nappa ở trên những cái mẫu xe hiện nay được trang bị. Nó có một cái tên riêng nữa của loại da này nhưng mà tôi không nhớ. Vô lăng bọc da 3 chấu và được làm mát ở phía đáy, phần đáy ở đây. Tất cả những cái lẫy chuyển hay là cần số của xe đều được thiết kế khá đẹp. Đây các bạn có thể thấy đây. Cái cần số này cũng được thiết kế theo cái sinh trắc học của bàn tay. Các bạn có thể thấy đây, tôi nắm vào nhé, này. Nhìn này. Cực kỳ vừa vặn luôn ạ. Và chúng ta nhấn vào đây để chuyển số ạ. Rất mượt. Wow, chỉ cầm vào tôi đã thấy thích rồi. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và từ cần số thì có lẽ là sẽ mời các bạn tiến tiếp xuống phía dưới. Ở đây thì chúng ta có cái phần bánh răng để điều khiển. Đây. Trời đất ơi, từ nãy đến giờ. Đây, bây giờ tôi sẽ quay lại để nói cái màn hình này cho các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ nói chuyện tiếp với các bạn về cái màn hình cỡ lớn 15 inch này. Như các bạn đang thấy thì ở trên màn hình này có cả navigation.
Mặc dù là chiếc xe này đang được nhập về để tham khảo cũng như là thăm dò cái ý kiến của khách hàng, thì chúng ta có những cái trình điều khiển ở đây ạ. Chúng ta các bạn có thể thấy là như một cái iPad Pro luôn. Các cái icon ở trên đây được thiết kế rất đẹp. Đây, cảm biến áp suất lốp ạ. Đồng hồ phải nói là rất đẹp và sang trọng. Ở đây có một cái ký hiệu ở đây để các bạn có thể điều khiển cái phần chuyển đây. Đây các bạn nhìn này. Rồi, ở đây chúng ta cũng sẽ có phần gạt lên để có cổng sạc điện 12V, cổng tẩu và cổng sạc điện USB. Ở trước mặt chúng ta ở trên kính lái thì chắc chắn là xe được trang bị màn hình Head-Up Display rồi. Một mẫu xe thông minh và rất nhiều công nghệ như này thì không thể thiếu được cái tính năng này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái phần bản đồng hồ của xe cũng là cái màn hình rất đẹp luôn. Thật sự là cực kỳ đẹp đấy ạ. Ở đây thì chúng ta cũng có những cái bánh răng để chuyển các chế độ. Và để tôi thử đếm xem là chúng ta sẽ chuyển được bao nhiêu chế độ ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tới 7 chế độ chạy khác nhau ạ. Cái bánh răng này chúng ta có thể chuyển được 7 chế độ. Rất tiếc là không có chìa khóa. Đây là tôi đoán đây là chế độ chạy đường tuyết này, đường đèo núi này. Đây có cái hình ngôi sao, chắc đây là đường chạy đường cao tốc chăng. Đây là có lá cờ, chắc để đua. Đây là chạy đường thẳng. Còn đây là chạy đường đèo núi, đường cua nhiều. Rất nhiều chế độ lái. Còn bên này thì điều khiển cái hệ thống treo cũng như cái hệ thống vận hành của xe, nâng hạ gầm và dùng nút sinh luôn ạ. Chắc là để auto để chúng ta di chuyển. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem. Bệ tì tay thì trong cái hộp này thì không có quá nhiều diện tích để chúng ta để, chắc chỉ để điện thoại và một số đồ dùng nhỏ thôi. Cổng sạc điện USB. Còn một cái chi tiết nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó chính là ghế lái và ghế phụ của mẫu xe này đều được trang bị hệ thống massage. Và như các bạn có thể thấy thì tất cả cái phần bố cục của cái bảng táp lô trung tâm, bảng điều khiển trung tâm này đều hướng về phía người lái. Và mẫu xe này chắc chắn là một mẫu xe sẽ cho chúng ta một cái cảm giác lái rất thú vị. Và tất cả những cái công nghệ đều hỗ trợ dành cho người lái, một chiếc xe rất là an toàn. Cả ghế lái và ghế phụ thì khi chúng ta mở cửa ra, cả hai ghế đều lùi về phía sau một chút để dành không gian cho người ngồi lên, sau đó sẽ tiến về vị trí cài đặt ban đầu. Ghế thì được điều chỉnh điện tôi đoán là 10 hướng, có bơm lưng và có set 3 vị trí. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng tiến tới xuống cái hàng ghế thứ hai để xem cái không gian hàng ghế thứ hai như thế nào các bạn nhé. Với một mẫu xe như thế này thì chắc chắn là hàng ghế thứ hai cũng không thể nào có một không gian chật được. Sẽ luôn luôn là một không gian rất đủ dùng. Thậm chí là với Volkswagen Touareg này còn rộng rãi nữa. Có lẽ là với vị trí ngồi ba người lớn ở đây vẫn rất thoải mái. Nhưng mà ở phía dưới này thì các bạn sẽ có một cái ụ nhô lên khá cao, là cái trục các đăng để dẫn động ra phía sau. Và xe thì được trang bị cái hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ở đây chúng ta có hai cửa gió điều hòa ở giữa và hai cửa gió điều hòa ở trên trụ B. Ở trên trụ B ở đây ạ. Và chúng ta có thể điều chỉnh mốt điều hòa cũng như là hệ thống gió cũng như là hệ thống nhiệt độ của xe. 4 vùng độc lập. Bề tay cũng rất rộng với hai khay để cốc ở đây. Cửa sổ trời toàn cảnh. Wow. Đây các bạn ơi, đèn đọc sách này còn cảm ứng nha. Đây tôi có thể chạm vào đây để tắt hoặc bật. Đấy, chạm vào tắt, chạm vào là bật. Chúng ta ngồi ở đây đọc sách, tính toán sổ sách hay làm những công việc liên quan đến giấy tờ. Với một mẫu xe hiện tại đang có mức giá là hơn 3 tỷ đồng thì Volkswagen Touareg vẫn chưa có những cái trang bị ví dụ như bàn làm việc. Cái điều này chắc là muốn thêm thì đơn giản thôi, các bạn cứ thêm chi phí, thêm tiền, thêm đô la vào là chắc chắn sẽ có những cái không gian trải nghiệm tốt hơn cho ghế thứ hai, những cái trang bị tốt hơn.